Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái loại phân. Cái loại phân mình hay dùng để mà giúp cho cái cây nó xanh hơn và tươi tốt hơn, và nó giúp ích cho cái việc quang hợp. Thì cái việc quang hợp thì rất là cần thiết cho cây, thì nó có thể là hỗ trợ cho cái việc mà đậu trái, cũng như là cái việc mà ra bông, cũng như là cái cây có phát triển tươi tốt. Thì đây là cái loại mà mình thường hay xài. Cái ép sừng sâu này á, nó còn giúp cho cái cây phát triển tươi tốt, cho nên nó giúp cho cái sức đề kháng của cây rất là mạnh, cũng như là hỗ trợ cho cái việc mà giảm sâu bệnh. Thì cái mình đã xài rồi, mình thấy trong vườn của mình á, nó rất là ít cái cây, cái hai loại sâu bệnh, đó là cái con bướm trắng thì nó rất là thích cái màu xanh của cây. Tuy nhiên khi mà mình xài cái phân ấp sừng sâu này á, là cái cây nó rất là mạnh, là con bướm trắng nó cũng không có đến bu cây nữa. Thứ hai thì cái ấp sừng sâu này á, nó giúp cho cây rất là xanh tốt, cho nên nó cũng hạn chế được cái bệnh mà đốm trắng. Thì nó giống như là cái bột mà lấm tấm trắng ở trên cái cây á, thì mình xài hình thấy rất là hiệu quả, cho nên mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì cái phân này nó rất là hữu ích. Có người thì xài cái phân này để mà pha vô nước rồi mình xịt lên cây khi mà cây bị đốm trắng nữa. Đốm trắng nhiều là mình xịt lên cây rồi vẫn ok, rồi trị được cái bệnh đốm trắng luôn. Thì đây chính là cái loại mà ép sừng sâu. Thì trong cái thành phần của ép sừng sâu này á, chủ yếu là cái magnesium sulfate, là có nghĩa là cái nó có hai thành phần chính là magnesium và cái sulfate, ký hiệu là S. Thì tiếng Việt của mình cái S này gọi là lupulin. Thì cái nó sẽ giúp cho cái cây phát triển rất là xanh tươi và hỗ trợ cho việc quang hợp. Thì nó sẽ giúp cho cái cây nó phát triển tươi tốt và ra nhiều bông nhiều trái. Thì cái này thì nó giúp cho cái cây tươi tốt và ra nhiều bông nhiều trái, còn đậu giúp cho đậu trái thì nó là một cái loại phân khác nữa. Như các bạn cũng biết rồi đó, thì cái gốc mà có lupulin là nó sẽ là có độ axit cao, cho nên mà cái muối ấp sừng sâu này á, magnesium sulfate này á, nó rất là tốt cho cái việc mà hạ độ kiềm của đất, cũng như mà đất của trong vườn của các bạn á, độ kiềm nhiều quá thì chúng ta sẽ nên xài cái loại này. Còn như nếu như mà đất trong vườn các bạn mà thuộc dạng mà độ pH thấp á, độ pH thấp có nghĩa là đất của các bạn đã rất là nhiều axit, cho nên các bạn cũng không có nên xài cái này nhiều quá, tại vì cái này nó là giúp cho hạ cái độ kiềm, độ muối xuống. Cho nên khi mà các bạn thấy cái lá nó sẽ bị vàng á, lá cây nó bị vàng có nghĩa là các bạn tưới phân đã nhiều quá và nó làm tăng cho cái độ muối trong đất cao lên, cho nên cái lá nó sẽ bị vàng. Mình sẽ quay cho các bạn coi một số cây thì tại sao mình nên xài cái muối Epsom sâu hay là magnesium sulfate này nhé. Thì như cái cây tắc này của mình năm ngoái trái rất là nhiều, năm nay thì trái cũng khá nhiều đó, là nhưng mà nó không có đều, là tại vì mình bẻ nó không có đồng loạt á, thì nó cũng đậu mới trái theo cái này, nó còn nhỏ thì nó cũng tương đối là đẹp đó, là nhiều. Thì cái này á, là mình cây này nó đã rất là bị mặn á, cho nên là mình sẽ phải cần bón thêm cái muối Epsom salt này. Thì nói là cái nói về muối chứ muối này là muối của phân. Thì thường thường cái các loại phân hóa học nó là muối, thì khi mà mình bón một loại phân nào đó nó nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái lá nó bị vàng như vậy, là có nghĩa là nó đã thiếu là magnesium rồi đó. Thì magnesium là nó sẽ dẫn đến cái việc mà vàng mấy cái lá ở dưới chân này.
thì khi mấy cái lá mà dưới chân này nó bị vàng á là nó đã mặn, là mình cần phải bón áp sùm sâu muối muối khoáng của phân hóa học chứ không phải là muối ăn nhé. Mình nhắc lại là không phải muối ăn. Thì đây cái cây này thì nó tại vì mình trồng trong chậu thì cho nên mình phải cần phải tưới phân thường xuyên, thì khi mà tưới phân thường xuyên thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà mặn trong chậu, thì cái muối áp sùm sâu này nó sẽ giúp cho cái việc hạ muối, và sau đó nó sẽ xanh lại cái cây này. Thì mình chưa có bón phân áp sùm sâu thì mình sẽ quay những cái cây khác thì mình sẽ cho các bạn coi, thì nó sẽ đã xanh tốt rồi. Như những cái cây này đây nè, là mình đã bón cái phân áp sùm sâu á, muối áp sùm sâu phay á, là nó đã xanh tươi trở lại, nó đã xanh tươi xanh lè luôn nè ha. Thì khi các bạn thấy lá dưới gốc á nó bị vàng á, thì bây giờ nó chỉ còn một chút ít lá bị vàng thôi thì cũng không sao. Thì mình khi mình trồng chậu á thì mình bón cái phân cái muối áp sùm sâu này một tháng thì mình bón khoảng 2 lần thôi, là để mình hạ cái độ muối xuống. Thì cái tắc này trái rất là nhiều, bây giờ là nó chuẩn bị nó ra bông nè, mấy cái nách lá này là bắt đầu nó có mấy cái này là nữa, nó đâm bông chỗ này. Thì cái khu vực trước này mình xài cái loại phân áp sùm sâu đó giúp cho cái cây nó xanh tươi. Đây còn bên đây thì nè, các bạn thấy những cái loại rau như là cái cần tàu nè, hành đâu nè, cây này cũng là cái tắc, dưới lại cây này thì cây cam thì nó rất là xanh tươi, nó không có bị vàng. Đây bên đây thì chậu hành, thì đây là cái cây chanh thái, mình cũng xài cái loại áp sùm sâu này ha. Các bạn thấy hành nó rất là xanh tươi luôn nè, tươi xanh đây, hồi lùi xanh đen loại đất nó là cái loại phân có gốc lưu huỳnh. Thì như các bạn học về hóa học đó, có gốc lưu huỳnh này á, là nó sẽ có chứa chất axit, cho nên là đất của các bạn axit là đã là axit thấp, độ pH thấp là axit thấp, là có nghĩa là khi mà bắt các bạn xài cái máy mà đo á, là nó sẽ báo cho các bạn là pH nó sẽ dưới 5, dưới 6, dưới 5, nếu như 7 là nó là trung tính rồi, còn mà dưới 6 rồi dưới 5 là axit rất là cao rồi, các bạn không nên xài cái phân này, thì các bạn sẽ phải xài một cái loại phân khác để kéo cho nó cái độ pH cao lên lại. Thì mình sẽ giới thiệu sơ và hướng dẫn các bạn cách bón phân như thế nào nhé. Đây là cái loại gọi là áp sùm sâu, muối áp sùm sâu là như vậy đó, nó có nhìn giống như là muối ăn của mình vậy đó. Các bạn thấy muối như gan muối, nhìn sơ sơ cũng nhìn giống như bột ngọt đó, dạng tinh thể nè. Thì có rất là nhiều loại áp sùm sâu, thì có loại thì dạng bột thì nó có rất là nhiều, tại vì công thức hóa học mà nó có những cái gốc lưu huỳnh khác nhau thì nó sẽ có những cái chất khác nhau. Thì khi mà các bạn mua những cái chai khác ở trong như là bên mình hoặc là trong mấy cái shop Woolworths khâu đó, thì nó sẽ có cái rất là nhiều loại khác nhau, thì các bạn coi hướng dẫn trong đó. Còn cái riêng cái bao này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là như sau. Thì cái này á, mình sẽ xài một muỗng giống vậy, muỗng này như là cái muỗng gọi là muỗng ăn canh, thì mình sẽ cho vào 5 lít nước vào cái thùng này có dung tích là 5 lít nước, thì mình sẽ đổ vô đây đó. Khi mình đổ vô đây thì khi mà đổ vô một muỗng rồi á, mình sẽ hứng nước khoảng 1 lít thôi, rồi sau đó mình sẽ lắc đều cho nó tan, rồi mình mới đổ nước lên cho đầy 5 lít nước. Thì nó là tỷ lệ là một muỗng ăn canh cho 5 lít nước, là các bạn tưới vô cây là nó sẽ an toàn. Còn mình thích cái cách này á, là tại vì á, là nó tan liền, rồi mình tưới vô cây là cái cây là mình tưới là khoảng 1 tiếng sau là bắt đầu là cái cây có hiệu quả, cây nó sẽ ăn phân rồi. Cách thứ hai á, các bạn cũng có thể gắt muối, nhưng mà cái tỷ lệ gắt như vậy á, là nó sẽ không có giúp cho cái cây ăn liền được, tại vì nó phải chờ
nó chờ mình tưới nước hoặc là chờ trời mưa nữa nó mới tan dần theo cái lượng nước mình tưới. Thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn nó lâu hòa tan hoặc là giống như là mình kiểu mì ăn liền á, thì mình sẽ gắt liền. Thì các bạn khi mà xài cái phân á, bất cứ phân nào, thì các bạn nên nhớ mang bao tay. Thì tại vì cái phân này, đặc biệt cái phân mà Epsom salt này, nó có gốc là chất lưu huỳnh, cho nên là có cái độ axit nó trong đây, thì mình nên mang bao tay nhé. Thì đây các bạn có thể, đây một mình có thể là xài, mình múc một muỗng ăn canh vô cái và đổ vô cái tay, mình có thể cắt muối vô xung quanh góc, mình sẽ quay cho các bạn coi. Cái kiểu các bạn nào mà thích cái kiểu gắt muối của thánh gắt muối thì cũng được, nhưng mà nhớ phải mang bao tay nha, tại vì này là muối, nó có chứa thành phần của hóa học và cũng có thể là có hàm lượng axit cao đó, cho nên các bạn nhớ mang bao tay để thôi nó ăn tay đó. Mình chỉ cần một muỗng ăn canh thôi. Còn cái cách mà tưới phân thứ ba mình muốn giới thiệu là cái chai này á, là cái chai sisal mình mua ở Woolworths hoặc là cái bên nền đồ đó có bán, nhưng mà cái chai này rất là tiện lợi, thì nó có cái nắp, nó có cái lỗ với lại cái nút gắn như vậy, thì mình rút ra rồi mình nút như vậy là mình sẽ tưới khi mà cái giường mình rộng lớn á, mình xài cái này rất là tiện lợi. Là khi mà nếu như mà các bạn muốn xài Epsom salt hồi nãy á, thì các bạn cho 2 muỗng hoặc là 3 muỗng vô cái chai này, mình pha đều cái chai này có 1 lít thôi. Tại sao phải 3 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng? Thì cái chai này á là nó có 1 lít, mình quậy, anh nhớ quậy cho nó tan cái phân hồi nãy hả, đổ vô đây nha. Tại vì khi mà mình tưới á, cái lượng nước nó ra đây rất là nhiều. Và tỷ lệ này khoảng là 1 đến 50 á, là nước, ví dụ mình 1 lít này á, là có thể là 1 lít của cái phân này á, là nó sẽ đi kèm chung với khoảng từ 30 đến 50 lít nước thường. Cho nên mình pha 2-3 muỗng đó, cũng không sao hết trơn. Cho nên mình tưới cái này đối với những cái giường mà rộng lớn á, thì tưới rất là tiện. Các bạn để ý nha, cái mực nước là nó khoảng ngay chỗ này ha, là mình sẽ bật cái vòi nước lên mình tưới, là cái lượng nước trong đây nó sẽ bị giật bớt, là mình sẽ tưới cái khu vườn sau cái vườn của mình nè. Khi mà tưới thì nó sẽ bắn ra giống như vậy, thì cái lượng phân nó cũng sẽ hòa tan chung với cái lượng nước đi ra, cho nên á là nó rất là tiện lợi cho đối với những cái khu vườn lớn. Rất là tiện lợi cho những cái khu vườn rộng lớn, thì mình tưới cái kiểu này thì mình không cần phải pha nhiều nước, mà mình tưới bằng cái thùng thì rất là lâu. Đây, cái này rất là tiện lợi là như vậy đó các bạn. Sau khi mình tưới phân lên như vậy á, có phân rồi đó, thì đối với những cây mà ăn lá thì các bạn nên tưới sơ lại một vài nước để cho nó không còn cái chất phân. Các bạn thấy chưa, sau khi mình tưới rồi đó là nó nước đã dịch xuống tới đây nè. Cái chai này rất là tiện lợi nè, dành cho những cái khu vườn lớn mà chúng ta không thể nào mà xách từng xô từng thùng để mà tưới, thì mình pha ba muỗng Epsom salt vô cho cái chai này, mình để đầy nước, một lít nước luôn, thì tỷ lệ như vậy là rất là tốt, mình nó không sợ là bị cháy cây, cháy lá. Tại sao khi mà mình nói mình tưới rồi, mình tưới sơ lại bằng cái vòi nước thường, là tại vì khi các bạn tưới những cái rau ăn lá thì cái lá mình hay hái vô ăn, có khi mình ăn sống nữa, cho nên mình phải tưới sơ lại cho cái lượng phân hồi nãy mà lỡ có dính lên lá, nó sẽ tuột xuống gốc, là nó cây nó dễ ăn phân hơn. Và mà khi mà mình lỡ mình thân mình không biết có hái rau vô ăn cũng không sao, là như vậy rất là tốt nhé, các bạn nhớ đó. Đó, không biết các bạn có còn nhớ cái video trước của cái cam không, thì bây giờ cái cam mình nó đậu rất là nhiều trái này, nó như vậy là ok, tương đối ok đó.
trước nó rụng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nó đã mấy cái trái này như gì là ok nè, đậu rồi nè, xanh xanh là đậu hết rồi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Ơi sao có cái cây cam này còn được hai trái này, hai trái này là đậu mùa trước của tới giờ. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.